Đây là mè đã rải vỏ xong, mình đã rang lên rất là vàng, ngon lắm không phải không các bạn? Để chuẩn bị nấu chè, nấu cơm nếp hay hoặc là làm nướng dừa với mè này cũng rất là ngon. Mè cũng có nhiều dinh dưỡng, chất đạm cho cơ thể mình, của người ăn chay. Chào các bạn, đây là một món dừa nạo. Mình nướng trên chảo chống dính. Mình sẽ nướng cùng với mè. Nướng lửa rất là nhỏ. Ở trong cái dừa nạo này mình sẽ nêm một ít muối và một chút xíu đường. Một ít muối bọt nha. Có thể là muối bạc liêu. Một ít đường. Bởi vì nó là cái món dừa nạo mình nướng giống như mình làm bánh để ăn chơi dạ. Nhưng nó cũng rất là ngon. Mình để lửa rất là nhỏ. Và từ từ mình sẽ xào lên cho nó khô. Xào cùng với mè. Mè mình rang cho nó vàng. Mình xào cùng với mè. Ông xã mình rất là thích cái món này. Mình chế biến đơn giản nhưng mà ăn cũng rất là hấp dẫn. Để ăn giả thôi, ăn tráng miệng. Và dưới mè nó rất là vàng. Mình cũng đợi dừa cho nó vàng, nó ráo lại. Cho miếng dừa nó ráo rồi nó cũng vàng lên, nó sẽ rất là ngon. Cho dừa thêm ráo nước thêm nữa, nó vàng lên. Rồi, cái món bánh dừa nướng này của mình cũng sắp xong. Mình sẽ cho một ít đậu phộng, cà vỏ. Để hay mình cũng sẽ xào lên cho đậu phộng nó nóng lên và nó giòn thêm. Mình để khoảng chừng 5 phút nữa. Bởi vì đây là lửa nhỏ cho nên mình không có sợ nó khét nhiều, dễ kiểm tra nó lắm. Cái này là cái khâu mình chỉ rắc thêm một chút xíu đường nữa thôi. Cái hương vị nó tăng lên đậm đà một chút. Bởi vì nó lạc quá thì nó hương vị nó sẽ thiếu ngon. Cho nên mình muốn rắc thêm một chút xíu đường nữa. Để cho nó tăng cái hương vị lên. Rồi, như vậy là mình sẽ nhắc xuống. Rất là thơm. Hấp dẫn lắm. Phải không các bạn? Và đây là khâu mình sẽ cho ra đĩa thưởng thức. Wow, đây là một món đơn giản, rất là đơn giản nhưng mà ngon, hấp dẫn lắm. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Đó là một món ăn chay thuần khiết. Rất là đơn giản, chỉ là mè, đậu phộng và sắc dừa. Dừa nạo. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức, chúc ngon miệng. Nhìn hấp dẫn lắm phải không? Các bạn, xin mời. Thưởng thức.